chúng ta là những thầy cô gái vàng được xu hướng nam trên sân khấu thắp lên ngọn đuốc tượng trưng cho ý chí quyết thắng đặt nền móng đứng đầu khu vực cho đoàn thể thao Việt Nam trong SEA Games 31. Nhạc hội đặc biệt của VTV chào đón SEA Games 31 chung một niềm tin và cảm ơn những con người đã làm nên không khí tuyệt vời này. Cảm ơn ba.